Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối nay, Chủ nhật ngày 29 tháng 11 năm 2015. Phần đầu chương trình có những nội dung chính sau. Trên 4.000 người của 80 đoàn đến viếng khu tưởng niệm cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt trong tháng 11. Vĩnh Long tích cực triển khai quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành Trung ương khóa 11 và nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015-2020. Tin trong nước, 62 công trình, sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu có đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế, xã hội của đất nước được tuyên dương. Sau đây là nội dung chi tiết. Trong tháng 11, khu tưởng niệm cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt đã đón trên 4.000 người của 80 đoàn đến viếng. Các đoàn đã đến đặt tràng hoa, thắp hương và mặc niệm tưởng nhớ đến cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, người cộng sản kiên trung, người học trò xuất sắc của Bác Hồ, người lãnh đạo kiệt xuất của đất nước Việt Nam và là người con ưu tú của quê hương Vĩnh Long. Các đoàn còn tham quan khu tưởng niệm, đến thăm nhà nghỉ và làm việc trong những năm cuối đời của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt mỗi khi người về thăm quê hương Vũng Liêm. Thăm khu trưng bày các kỷ vật, hình ảnh giới thiệu về thân thế và cuộc đời hoạt động cách mạng của cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt. Giới thiệu những kỷ vật của ông trong những năm kháng chiến và trong những năm công tác sau khi nước nhà độc lập. Ngoài đến viếng khu tưởng niệm cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt thì các đoàn đến tham quan tượng đài Nam Kỳ Khởi nghĩa để tìm hiểu về mốc son lịch sử của Đảng bộ và nhân dân quyền Vũng Liêm trong cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ. Hôm qua, huyện Mang Thít tổ chức meeting hưởng ứng tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS. Đông đảo cán bộ, công viên chức thuộc ban ngành đoàn thể huyện và học sinh trường trung học cơ sở thị trấn Cái Nhâm dự lễ meeting. Hưởng ứng tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm nay với chủ đề không kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS và hướng tới mục tiêu 90-90-90 để kết thúc dịch AIDS tại Việt Nam. Quyền Mang Thít tập trung thực hiện các biện pháp vận động và truyền thông thay đổi hành vi, mở rộng việc tiếp cận các dịch vụ dự phòng, chăm sóc và điều trị bằng thuốc kháng virus cho người nhiễm HIV/AIDS. Đây là hoạt động nhằm đẩy mạnh thông tin, giáo dục truyền thông, nâng cao nhận thức, kiến thức, từng bước thay đổi thái độ hành vi phòng chống HIV/AIDS trong cộng đồng, nhất là kỳ thị và phân biệt đối xử liên quan đến nhiễm HIV/AIDS. Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS diễn ra từ nay đến hết ngày 28 tháng 12 năm 2015. Theo đánh giá của ngành chuyên môn, tỷ lệ nhiễm HIV ở tỉnh Vĩnh Long đang có xu hướng ngày càng trẻ hóa với độ tuổi từ 15 đến 49 chiếm 86%. Những năm gần đây, mỗi năm toàn tỉnh phát hiện trung bình trên 100 trường hợp nhiễm HIV mới. Nâng số trường hợp nhiễm HIV đến thời điểm hiện nay là trên 2.620 trường hợp. Trong đó, có gần 1.870 trường hợp nhiễm HIV còn sống, chiếm gần 0,2% dân số tỉnh. Hiện 100% quyện, thị xã, thành phố có người nhiễm HIV/AIDS. Tỷ lệ nhiễm ở độ tuổi từ 15 đến 49 chiếm 86%, trẻ dưới 14 tuổi chiếm 9%. Trong đó, nữ giới nhiễm HIV đang có chiều hướng tăng. Nếu năm 2008, nữ giới chiếm 28,4%, thì đến năm 2015, tỷ lệ này là 35%. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch 02 của tỉnh ủy Vĩnh Long về triển khai quán triệt nội dung hội nghị lần thứ 12 của Ban chấp hành Trung ương khóa 11 và nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015-2020, Ban thường vụ, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch và đang tổ chức triển khai quán triệt các nội dung này cho cán bộ chủ chốt, cấp cơ sở, đồng thời tuyên truyền rộng rãi ra đoàn viên, hội viên, các tổ chức chính trị xã hội, quần chúng và nhân dân. Xác định ý nghĩa và tầm quan trọng của việc triển khai quán triệt nội dung hội nghị lần thứ 12 của Ban chấp hành Trung ương khóa 11 và nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015-2020. Ban thường vụ Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo cấp ủy cơ sở xây dựng kế hoạch tuyên truyền quán triệt các nội dung này theo tinh thần chỉ đạo của tỉnh ủy, đặc biệt là nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ 10 theo đúng thời gian quy định. Chúng tôi chọn lựa những đồng chí báo cáo viên có cái năng lực triển khai để làm sao cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động trong doanh nghiệp nắm bắt sâu sắc được tinh thần cốt lõi của nghị quyết để trên cơ sở đó để tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị có hiệu quả. Và đồng thời chúng tôi cũng tăng cường công tác kiểm tra giám sát đối với việc học tập của đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động, làm sao đảm bảo chất lượng
Chúng tôi cũng đã là chuẩn bị rất là kỹ lưỡng về đề cương triển khai. Căn cứ đề cương của tỉnh ủy thì chúng tôi xây dựng, cô động lại để cho phù hợp với từng đối tượng chúng tôi triển khai. Ví dụ như là triển khai đối với đội ngũ cán bộ đảng viên, rồi đối với là người như lao động như thế nào để làm sao họ nắm bắt được vấn đề một cách tốt nhất. Để việc triển khai nghị quyết lần này đạt chất lượng, đảm bảo đúng yêu cầu, mục đích đề ra, Ban Thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy đặc biệt quan tâm đến việc lựa chọn báo cáo viên, soạn thảo nội dung đề cương và cách thức, thời gian tổ chức triển khai nhằm đảm bảo cán bộ, đảng viên, toàn viên, hội viên và nhân dân nắm bắt, hiểu rõ quan điểm, chủ trương của đảng để tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung được triển khai, góp phần đưa nghị quyết của đảng vào cuộc sống. Lần này, kế hoạch đó chú trọng đến cái nội dung, thời gian và cái phương pháp triển khai. Đặc biệt quan tâm đến cái phương pháp triển khai để làm như thế nào có hiệu quả nhất, phối hợp với các cái chi đảng bộ để phân công các cái báo cáo viên có cái trình độ, có năng lực, có tâm huyết, có hiểu biết để triển khai các nghị quyết làm sao cho cán bộ, đảng viên có một cái sự đồng thuận cao nhất. Từ đó sẽ vừa tiếp thu, vừa tuyên truyền, vừa tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết của Trung ương cũng như nghị quyết của tỉnh đảng bộ ở Vĩnh Long lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015-2020. Vấn đề thứ nhất là phải đảm bảo về mặt nội dung. Trong cái truyền đạt thì phải là nói lên những vấn đề, truyền đạt những vấn đề cốt lõi của nghị quyết. Thứ hai nữa thì phải đảm bảo về cái thời gian. Thứ ba đó thì phải đảm bảo về số lượng khi tham gia học tập nghị quyết. Ngoài ra thì thành ủy cũng chỉ đạo cho mặt trận và các đoàn thể thì chỉ đạo cho cái hệ thống dọc của mình để mà làm sao phải triển khai lồng ghép với các cái cuộc sinh hoạt của chi tổ hội ở các chi ở khóm ấp là lồng ghép vô đó để mà làm sao tuyên truyền giáp tay cho các đoàn viên và hội viên. Việc triển khai quán triệt nội dung hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương khóa 11 và nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 10 nhiệm kỳ 2015-2020 có ý nghĩa quan trọng, giúp các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, cán bộ đảng viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nắm vững quan điểm chủ trương của đảng, đồng thời nhận thức đầy đủ về những thành tựu nổi bật của tỉnh trong nhiệm kỳ qua, các đột phá chiến lược, những chỉ tiêu chủ yếu và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015-2020. Qua đó nâng cao nhận thức trách nhiệm, ý chí quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra. Theo số liệu thống kê của ngành chuyên môn, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đến cuối tháng 11 ước thực hiện được 4.942 tỷ đồng, vượt 15% dự toán năm và tăng gần 26% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, các khoản thu cân đối ngân sách địa phương được 3.822 tỷ đồng, vượt hơn 10% dự toán năm và tăng 37% so với cùng kỳ năm trước. Các khoản thu phản ảnh qua thu ngân sách chủ yếu là nguồn thu từ sổ số kiến thiết được 1.120 tỷ đồng, vượt 31% dự toán năm, nhưng giảm 1,76% so với cùng kỳ. Thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước năm nay đạt cao là do có nhiều nguồn thu tăng mạnh. Điển hình như thu từ hoạt động xuất nhập khẩu vượt 28% dự toán năm và tăng 66% so với cùng kỳ năm 2014. Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương vượt gần phần trăm dự toán năm. Thu phí và lệ phí vượt 17%. Thu thuế thu nhập cá nhân vượt 4,42%. Theo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Long, nhờ thị trường tiêu thụ trong nước và thị trường xuất khẩu ổn định, nên từ đầu năm nay, giá trị sản xuất của các doanh nghiệp đang hoạt động tại các khu tuyến công nghiệp trên địa bàn tỉnh luôn duy trì mức tăng trưởng cao. Theo đó, tổng giá trị sản xuất của các doanh nghiệp đang hoạt động tại các khu tuyến công nghiệp trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay đã đạt trên 9.150 tỷ đồng, tăng gần 16% so với cùng kỳ năm trước và đạt trên 93% kế hoạch năm. Các sản phẩm duy trì giá trị sản xuất và doanh thu cao là thực phẩm chế biến, thức ăn phục vụ chăn nuôi, quần áo may sẵn, giày các loại, hàng thủ công mỹ nghệ. Các doanh nghiệp đã đạt tổng doanh thu gần 11.806 tỷ đồng, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước.
Hiện tại, cùng với việc tạo việc làm ổn định cho gần 23.700 lao động, từ đầu năm đến nay, các doanh nghiệp trong khu vực này đã thực hiện các nghĩa vụ thuế với nhà nước gần 160,5 tỷ đồng và đóng góp trên 207,3 triệu đô la Mỹ vào kim ngạch xuất khẩu của tỉnh, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước và đạt 96% kế hoạch đã đề ra trong năm. Thưa quý vị và các bạn, theo ngành nông nghiệp huyện Long Hồ, mặc dù diện tích vườn cây ăn trái trên địa bàn huyện trong năm 2015 có giảm, nhưng nhờ áp dụng đúng các quy trình kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất nên việc canh tác mang lại hiệu quả, sản lượng cây ăn trái tăng mạnh, góp phần mang lại thu nhập đáng kể cho nhiều hộ gia đình. Toàn huyện Long Hồ có gần 7.000 hecta vườn trồng cây ăn trái, trong đó nhiều nhất là nhãn với gần 3.200 hecta, chôm chôm với trên 1.150 hecta. Số diện tích còn lại được trồng các loại cây ăn trái khác như sầu riêng, cam, bưởi, xoài. Tổng sản lượng trái cây thu hoạch trong năm nay ước đạt trên 60.700 tấn, tăng gần 800 tấn so với năm 2014. Năm 2016, ngành nông nghiệp huyện Long Hồ tiếp tục phối hợp với các ngành chuyên môn, tích cực chuyển giao, hỗ trợ nông dân tiếp cận các tiến bộ khoa học kỹ thuật, ứng dụng vào sản xuất, đẩy mạnh liên kết, ký kết các hợp đồng bao tiêu sản phẩm, từng bước xây dựng thương hiệu để trái cây Long Hồ nói riêng và trái cây Vĩnh Long nói chung vươn xa ra thị trường trong và ngoài nước. Sáu mươi hai công trình sản phẩm dịch vụ tiêu biểu có đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội của đất nước được khởi công thực hiện trong giai đoạn 2011-2015 và hoàn thành trước tháng 12 năm 2015 đã được Đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương chọn lựa tôn vinh tại lễ tuyên dương tổ chức sáng nay. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đến dự. Các công trình sản phẩm dịch vụ được tôn vinh lần này có tổng giá trị vật chất hơn 200.000 tỷ đồng trên các lĩnh vực năng lượng, giao thông vận tải, công nghệ thông tin, nông nghiệp, an sinh xã hội, cơ chế chính sách. Đây là những công trình có đóng góp lớn đến phát triển kinh tế xã hội của đất nước được người tiêu dùng và xã hội ghi nhận. Ban tổ chức cũng đã lựa chọn được 96 cá nhân điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động sản xuất, xây dựng đảng, xây dựng và phát triển doanh nghiệp. Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo trong thời gian tới, với việc hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, đất nước ta đang đứng trước nhiều cơ hội để phát triển, đồng thời cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trực thuộc khối doanh nghiệp trung ương cần tập trung chỉ đạo nỗ lực cao nhất để phấn đấu đạt kết quả sản xuất kinh doanh tương xứng với nguồn lực đã được đầu tư, được giao cho doanh nghiệp nhà nước. Chính phủ đề nghị các doanh nghiệp cùng chung tay có nhiều đề xuất sáng kiến để cùng góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Sáng nay, tại Bến Tre, Ban tổ chức cuộc thi Prodenso Văn hay chữ tốt khu vực đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 12 năm 2015 tổ chức lễ trao giải cho các thí sinh xuất sắc. Cuộc thi có 78 thí sinh trung học cơ sở đại diện cho 12 tỉnh thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long dự thi. Trong đó có 39 thí sinh khối lớp 6-7 và 39 thí sinh khối lớp 8-9. Trong thời gian 120 phút, các thí sinh viết bài văn theo dạng đề mở với chủ đề dành cho học sinh khối lớp 6 và 7 là cuộc sống qua đôi mắt trẻ thơ và bài văn nghị luận với chủ đề đất nước ta mãi mãi tươi đẹp dành cho học sinh khối lớp 8 và 9. Theo đánh giá của ban tổ chức cuộc thi, chất lượng bài viết năm nay được nâng lên. Nhiều bài viết có nội dung tốt, chữ viết đẹp, thể hiện tính tích cực trong cách nghĩ, giọng văn hồn nhiên, sâu lắng, làm sáng lên chân giá trị cuộc sống con người. Thông qua các bài viết, các em bày tỏ những trăn trở, ước vọng về cuộc sống tươi đẹp và khát vọng cống hiến cho đất nước Việt Nam xinh đẹp. Nhiều năm qua, cuộc thi Prodenso Văn hay chữ tốt đã trở thành sân chơi bổ ích, góp phần cùng ngành giáo dục và đào tạo thực hiện mục tiêu trau dồi chữ viết, nâng cao khả năng viết văn, đồng thời phát hiện, nuôi dưỡng tài năng văn học trẻ cho đất nước. Ban tổ chức cuộc thi đã trao 40 giải cho những thí sinh xuất sắc nhất, trong đó có 2 giải nhất, 2 giải nhì, 6 giải ba và 30 giải tư. Riêng tỉnh Vĩnh Long có 3 thí sinh đoạt giải, gồm 1 giải ba và 2 giải tư. Sáng nay, tại trường tiểu học Hàm Phú 1, xã Hàm Phú, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận đã diễn ra ngày hội sức khỏe vì cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn do nhãn hàng hợp trí Super Humic, công ty cổ phần đầu tư hợp trí tổ chức. Tại ngày hội này, hơn 600 nông dân nghèo đã được khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà. Ban tổ chức cũng đã trao 25 học bổng cho học sinh nghèo học giỏi và một bộ dụng cụ y tế cho xã Hàm Phú. Ngoài ra còn có các hoạt động tư vấn sức khỏe cây trồng, phát thuốc diệt muỗi, diệt chuột để phòng chống bệnh tật cũng như bảo vệ mùa màng. Chương trình còn tổ chức cho hơn 500 trẻ em tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí thú vị.
Đây là chương trình cộng đồng đầu tiên trong chuỗi hoạt động thuộc quỹ hợp trí Super Humic vì cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn. Sau Bình Thuận, ngày hội sức khỏe sẽ được tiếp tục tổ chức tại xã Phú Tân, huyện Châu Thành, Sóc Trăng, xã Tân Hòa Thành, huyện Tân Phước, Tiền Giang, xã Tây Phú, huyện Thoại Sơn, An Giang. Đây là hoạt động an sinh xã hội có ý nghĩa nhằm hỗ trợ nông dân bằng thông điệp ngoài niềm vui được mùa, người làm nông còn có thêm niềm vui cùng chung tay xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn. Liên tục chương trình là phần tin quốc tế với những nội dung chính như sau. Gần một tuần lễ sau vụ không quân Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ máy bay Su-24 của Nga, Tổng thống Nga Putin đêm qua đã ký sắc lệnh trừng phạt kinh tế đặc biệt đối với Thổ Nhĩ Kỳ. Tuần hành rầm rộ tại nhiều nước trên thế giới kêu gọi hành động chống biến đổi khí hậu trước thềm hội nghị khí hậu của Liên Hiệp Quốc ở Paris, Pháp. Trong một động thái được xem là cứng rắn của Moscow liên quan đến vụ không quân Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ máy bay ném bom của Nga hôm 24 tháng 11, văn phòng báo chí Điện Kremlin đêm qua thông báo, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh áp dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế đặc biệt đối với Thổ Nhĩ Kỳ. Sắc lệnh áp đặt các lệnh cấm hoặc hạn chế nhập khẩu vào Nga một số mặt hàng từ Thổ Nhĩ Kỳ theo danh sách do chính phủ Nga quy định. Để bảo vệ an ninh và lợi ích quốc gia, cũng như bảo vệ công dân Nga, sắc lệnh cũng quy định hạn chế các công ty Thổ Nhĩ Kỳ làm ăn trên lãnh thổ Nga, cấm các nhà tuyển dụng tại Nga sử dụng công dân Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 1 tháng 1 năm 2016. Sắc lệnh cũng quy định chấm dứt chế độ miễn thị thực đối với công dân Thổ Nhĩ Kỳ từ đầu năm tới, đồng thời yêu cầu các công ty lữ hành và đại lý du lịch ngừng cung cấp các sản phẩm du lịch đưa công dân Nga đến Thổ Nhĩ Kỳ. Sắc lệnh của Tổng thống Putin chỉ thị cho chính phủ Nga thắt chặt kiểm soát hoạt động của các phương tiện giao thông đường bộ với Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời kiểm soát an ninh tại các cảng của Nga ở khu vực biển Azov và Biển Đen. Cũng liên quan đến vụ việc Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ máy bay ném bom Su-24 của Nga, trong một bài viết trên tạp chí quốc phòng hàng đầu của Mỹ Defense One số ra hôm qua nhận định, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đúng khi cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ đang ủng hộ tổ chức tự xưng nhà nước Hồi giáo IS và cung cấp cho IS vũ khí và các phương tiện cần thiết để chúng tiến hành các hoạt động khủng bố tại Syria. Theo tạp chí Defense One, Thổ Nhĩ Kỳ hưởng lợi rất nhiều từ những hoạt động kinh doanh dầu lậu của IS từ Syria sang Thổ Nhĩ Kỳ. Không những thế, tạp chí Defense One cũng đồng tình với tuyên bố của ông Alexei Peskov, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Nga, rằng IS sử dụng lãnh thổ của Thổ Nhĩ Kỳ làm nơi trung chuyển vũ khí và đưa người từ các nước khác đến Syria để gia nhập hàng ngũ của chúng. Cũng theo Defense One, sở dĩ Mỹ và phương Tây lâu nay vẫn phớt lờ những hành động của Thổ Nhĩ Kỳ, làm gì Ankara cho phép các đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO sử dụng lãnh thổ, không phận và căn cứ không quân của mình để tiến hành các cuộc không kích IS ở Syria. Một ngày trước khi chiếc máy bay Su-24 bị bắn hạ, không quân Nga đã tiến hành các đợt không kích phá hủy hơn 1.000 xe tải chở dầu, một kho trữ dầu lớn và một nhà máy lọc dầu của IS ở Syria. Theo sau các cuộc tuần hành vào hôm qua, hôm nay hàng chục ngàn người ở nhiều quốc gia cũng đã xuống đường yêu cầu các nhà lãnh đạo trên thế giới có những biện pháp mạnh mẽ để ngăn chặn tình trạng biến đổi khí hậu. Các cuộc tuần hành diễn ra trong bối cảnh Hội nghị Thượng đỉnh Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu COP21 sẽ khai mạc từ ngày mai 30 tháng 11 tại thủ đô Paris, Pháp với sự tham dự của gần 150 nguyên thủ, người đứng đầu chính phủ cùng các đại diện của gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Australia là nước đã khởi động các cuộc tuần hành vì môi trường. Hàng chục ngàn người tại thành phố Sydney và Melbourne đã xuống đường để kêu gọi các nhà lãnh đạo tham dự hội nghị COP21 đi tới một thỏa thuận toàn diện về chống biến đổi khí hậu qua các cuộc đàm phán quan trọng sắp tới. Tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc, khoảng 1.000 người bất chấp trời mưa cùng tuần hành kêu gọi sớm có những hành động cụ thể nhằm ngăn chặn các tác động của tình trạng biến đổi khí hậu như siêu bão, hạn hán, nước biển dâng. Hoạt động tương tự cũng đã diễn ra tại nhiều thành phố lớn trên thế giới như Rio de Janeiro của Brazil, New York, Mỹ. Mặc dù vậy, tại Pháp, nước chủ nhà của COP21 đã cấm các hoạt động biểu tình tuần hành trong thời gian diễn ra hội nghị và triển khai các biện pháp an ninh cao độ. Đêm qua, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius, Chủ tịch Hội nghị Thượng đỉnh COP21, đã tiến hành nghi thức trao chiếc chìa khóa trung tâm hội nghị Le Bourget gần thủ đô Paris cho thư ký điều hành của Công ước Khung Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu Christiana Figueres. Sự kiện này nhằm chứng tỏ Paris đã sẵn sàng cho hội nghị sắp tới. Hôm nay, hàng ngàn người Hồi giáo dòng Shia ở Iraq đã tham gia cuộc đi bộ hành hương về thành phố thánh Karbala trong giai đoạn cuối của lễ hội Aba En.
Cảnh sát, binh lính cùng xe quân sự và xe cấp cứu đã được huy động để siết chặt an ninh và hỗ trợ người dân trên những tuyến đường mà người hành hương đi qua. Những dòng người từ nhiều thành phố trên khắp Iraq, kể cả ở miền Nam, luôn đổ về thánh địa Karbala mỗi năm. Lễ hội Abaen kéo dài trong 40 ngày nhằm tưởng nhớ cái chết của cháu trai Imam Hussein của đấng tiên tri Muhammad. Sự kiện tôn giáo này sẽ áp vào đỉnh điểm trong thứ Tư và thứ Năm tuần tới, khi người hành hương tập trung đông đúc đến Karbala, nơi mà Imam Hussein cùng người anh khác mẹ Imam Abbas được an táng. Trong những năm trước đây, người tham gia hành hương trong lễ hội Abaen thường bị các nhóm phiến quân dòng Sunni tấn công. Chương trình tiếp tục với một số tin tức văn hóa diễn ra ở Thái Lan, Trung Quốc và Mỹ. Tỉnh miền Trung Thái Lan Lopburi hôm nay đã tổ chức lễ hội khỉ thường niên, trong đó có buổi tiệc buffet ngoài trời chuẩn 5 sao dành cho những chú khỉ. Khoảng 2 tấn trái cây, bánh mứt và thức uống trị giá hơn 11.000 đô la Mỹ đã được mang ra thết đãi hàng ngàn con khỉ từ trong khu phức hợp đền Phrafran Samjot ra tận ngoài đường. Lễ hội khỉ nơi đây bắt đầu từ năm 1989 với mục đích quảng bá du lịch địa phương. Khoảng 1.000 người trong trang phục ông già Noel sáng nay đã tham gia giải chạy việt dã bên bờ sông Quảng Phố ở Thượng Hải, Trung Quốc nhằm quyên góp tiền hỗ trợ trẻ em mắc bệnh bạch cầu. Có hai cự ly chạy gồm 5 km và 10 km. Nhưng trong cuộc thi này, thành tích không quan trọng. Những người tham gia thậm chí còn phải đóng phí để được góp mặt vào sự kiện mang ý nghĩa nhân đạo này. Tất cả vận động viên về tới đích đều được trao tặng huy chương. Chỉ với cát và nước, nhưng qua bàn tay khéo léo của những nghệ nhân hàng đầu thế giới, thì nhiều công trình, bức tượng nguy nga lộng lẫy đã ra đời. Đó là những tác phẩm tại giải nghệ thuật điêu khắc cát quốc tế ở đảo Key West, bang Florida, Mỹ, đang diễn ra vào cuối tuần này. Đến với cuộc thi, những nghệ nhân tham gia không bị ràng buộc về chủ đề. Nhờ đó, khách tham quan có thể chiêm ngưỡng nhiều thể loại tác phẩm độc đáo khác nhau.